Khi biết chồng cố tình hoán đổi thân xác để làm ăn, Lam đã mất kiểm soát và giết chồng. Cô đồng thời lên kế hoạch dụ đối tác làm ăn của chồng và sát hại anh ta. Lam đã có ấn tượng tốt với Kawa và để có được anh ta và ra tay, cô ép cô bạn gái của mình tự tử nhưng may mắn thay cô ấy trốn thoát và khi cảnh sát đến họ phát hiện Kawa bị trói trên giường. Khi bắt Lam, nó đã đi đến kết cục bi thảm.你说的真的假的？是啊，就是你老公是不是？你好好伺候他。不知道你有没有时间？当然行了，就是你老公不叫我。把他的肉割下来。你是不是想找我老公啊？急走的，这个傻妇啊，是女人都不会放过。对不起，我不知道你胆子这么小，你没事吧？我没事。所以我们来这里做个问卷调查，看看有没有人失踪。